Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mụn là một bệnh mãn tính, chứ không đơn giản chỉ là vấn đề về thẩm mỹ. Bệnh dễ tái phát và gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý, giảm sút sự tự tin. Trong quá trình điều trị thì có rất nhiều người dễ bị lầm tưởng, khiến cho bệnh càng trở nên nặng hơn và kéo dài dai dẳng. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Hỏi đáp cùng bác sĩ. Và mình là dược sĩ Vi đến từ phòng khám da liễu Dr.Net. Trong quan điểm của người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, nhiều người vẫn xem mụn trứng cá như một phần của quá trình dậy thì, dẫn đến việc trì hoãn hoặc không điều trị. Tuy nhiên, mụn trứng cá thực tế là bệnh lý về da mãn tính do sự bích tắc về lỗ chân lông và tăng sinh của vi khuẩn C. acne, với các biểu hiện như mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn viêm và mụn mủ. Mỗi nạc lông trên cơ thể đều có một tuyến bã nhờn có nhiệm vụ tiết bã nhờn là một dạng dầu để bảo vệ da và tóc. Chất bã nhờn sẽ được tiết ra rồi đổ đầy chân lông và tràn ra khỏi nang lông để giữ ẩm cho da. Nhưng chất này có thể trở thành một chất dính như keo và kết dính các tế bào chết nằm ở cửa lỗ chân lông lại. Chúng tạo thành một cái nút bịt chặt lỗ chân lông. Lỗ chân lông giờ đây là khu vực kín tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh mẽ. Vi khuẩn sinh sôi, kích hoạt hệ miễn dịch và mụn là kết quả của quá trình đó. Nếu mụn chỉ nằm ở dưới da và không có đường hở để thoát ra lên bề mặt da thì được gọi là mụn đầu trắng. Còn mụn đầu đen là mụn có đường hở thông lên bề mặt da, khiến cho không khí có thể đi vào khu vực nhân mụn. Đây là một trong những bệnh lý da phổ biến xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Điều trị mụn thực sự là một vấn đề y khoa, đòi hỏi sự hiểu biết kỹ lưỡng về sinh lý của làn da lẫn cơ chế bệnh sinh của bệnh lý mụn trứng cá. Lĩnh vực này thuộc về chuyên môn của các bác sĩ da liễu được đào tạo bài bản. Hầu hết bệnh nhân thất bại trong nhiều cách điều trị mụn vì không đến khám và điều trị với bác sĩ da liễu sớm, nhưng lại tự điều trị, mà đa phần lại là điều trị sai cách hoặc không có sự trao đổi với các bác sĩ mà lại tự ý ngưng hay ngắt quãng việc điều trị. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mụn là một bệnh mãn tính, chứ không đơn giản chỉ là vấn đề về thẩm mỹ. Bệnh dễ tái phát và gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý, giảm sút sự tự tin. Trong quá trình điều trị thì có rất nhiều người dễ bị lầm tưởng, khiến cho bệnh càng trở nên nặng hơn và kéo dài dai dẳng. Và sau đây, mời các bạn lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thúy Bình về nguyên nhân và cách điều trị mụn nhé. Dạ thưa bác sĩ, nhiều người cho rằng mụn trứng cá thường xuất hiện ở giai đoạn tuổi dậy thì, nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy đúng không ạ? Vậy thì nguyên nhân ở đây là gì thưa bác sĩ? Trong cái giai đoạn hiện tại thì mụn trứng cá xuất hiện ở rất nhiều độ tuổi, trong đó có độ tuổi từ 30 cho đến 45 tuổi. Thì mụn trứng cá ở giai đoạn này người ta gọi là mụn trứng cá ở người trưởng thành. Thì mụn trứng cá ở người trưởng thành thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này. Trong đó có một nguyên nhân đó là cái hoạt động tuyến bã nhờn ở trên da của chúng ta. Vì thế nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là bít tắc cái lỗ chân lông và gây ra cái tình trạng mụn. Thì khi mà bít tắc cái lỗ chân lông thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đầu tiên là bít tắc mà có sự tham gia của vi khuẩn thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là mụn viêm. Còn nếu mà bít tắc mà không có sự tham gia của vi khuẩn thì nó sẽ gây ra một cái mụn, đó là mụn không viêm. Thì mụn không viêm thì nó bao gồm như là mụn ẩn, mụn đầu trắng, mụn đầu đen chẳng hạn ha. Thì mình sẽ đọc. Còn cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta cũng rất là thường gặp đó là cái vấn đề về cái tình trạng da bị nhiễm corticoid. Thì có thể là trước đó các bạn đã sử dụng một số các sản phẩm kem dưỡng có một số cái thành phần là corticoid, thì nó sẽ gây ra một cái hậu quả đó là bị bùng phát mụn trứng cá. Dạ vâng, và có rất nhiều người khi bị mụn trứng cá thì cho rằng là mình bị nóng gan nên tự ý là mua những cái thuốc điều trị gan về để uống. Và phần đông những người bệnh này thường không khỏi do là tự ý dùng thuốc hoặc là tự ý ngưng thuốc, làm cho tình trạng mụn ngày càng nặng hơn. Vậy bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Thì hiện tại thì chưa có một cái nghiên cứu rõ ràng nào nói về cái việc mà tác động của cái thuốc bổ gan lên cái quá trình điều trị mụn. Thì như các bạn biết thì các cái loại thuốc hầu hết nó sẽ được chuyển hóa ở gan và ở thận. Thì khi mà chúng ta sử dụng gọi là các cái loại thuốc ở một cái mức độ mà không có khuyến cáo của bác sĩ thì nó sẽ làm là quá tải lên cái hoạt động của gan. Từ đó nó có thể gây ra một số cái tác dụng phụ không mong muốn ở trên cái da của mình ha. Nên là khi nào mà thật cần thiết hoặc là sử dụng một số các biện pháp nào đấy mà cần thiết sử dụng các loại thuốc đấy thì chúng ta mới nên sử dụng, chứ không phải là cái tình trạng mụn liên quan đến cái tình trạng nóng gan. Thì cái quan điểm này nó chưa được chính xác cho lắm ha.
Thì để mà cái tình trạng mà mụn của mình á nó được cải thiện tốt hơn á thì mình sẽ có rất là nhiều phương pháp ha. Nếu mà da của mình á mà có mụn thì đầu tiên á là chúng ta phải tới để thăm khám cùng với bác sĩ da liễu để bác sĩ có thể kiểm tra này, đưa ra những cái phác đồ điều trị và những cái phương pháp điều trị phù hợp với da. Bác sĩ sẽ có những cái bước chăm sóc da cơ bản cho mình, đầu tiên á về làm sạch, thứ hai á là về chăm sóc và điều trị, và cuối cùng là cái bước bảo vệ da. Dạ vâng, và bên cạnh đó thì có nhiều người khi bị mụn thì họ sử dụng những cái biện pháp truyền miệng giống như là dùng kem đánh răng nè, dùng mật ong hoặc là dùng tỏi để chấm lên những cái nốt mụn. Vậy thì các phương pháp này có hiệu quả hay không? Và có tác động như thế nào đối với sức khỏe của làn da ạ? Thì hiện tại á thì cũng không có một cái nghiên cứu nào trong y khoa có thể khẳng định được là các cái phương pháp dân gian ví dụ như là mật ong, ví dụ như kem đánh răng hoặc là tỏi nó có thể làm cái quá trình điều trị mụn của mình tốt hơn, mà ngược lại một số cái phương pháp đó nó có thể gây ra những cái hậu quả sau này trên da. Ví dụ như là nhà mình có thể nói về cái tỏi chẳng hạn ha, thì khi mà cái da của mình đang bị mụn, tức là cái vùng đó nó đang có cái hoạt động quá mẫn ở cái vùng đó rồi, tức là da ở vùng đó khá là nhạy cảm và yếu, thì khi là mình dùng tỏi thì trong tỏi nó có chứa rất là nhiều cái hoạt chất mạnh và có những cái tạp chất ở trong đó mà mình chưa có loại trừ đi được, thì khi mà mình tác động, mình bôi lên trên da đó, nó sẽ làm gọi là tổn thương lan rộng ở cái vùng da đã tổn thương, thì nó sẽ làm cái tình trạng da nó trầm trọng hơn. Thứ hai là những cái sản phẩm ví dụ như kem đánh răng hoặc là mật ong, thì cái quy trình sản xuất của những cái loại không có một cái quy chuẩn rõ ràng, và đương nhiên là nó không thể loại bỏ được những cái tạp chất mà không tốt cho da, thì khi mà mình sử dụng như vậy thì chắc chắn là có thể gây ra cái tình trạng mà nhiễm trùng nặng hơn, sâu hơn và lan rộng hơn. Nên là những cái biện pháp dân gian ví dụ như là mật ong, kem đánh răng hay là tỏi á, thì bác sĩ không có khuyến cáo sử dụng nha. Thì thay vì thế á, thì mình đã có những cái loại thuốc để mà sử dụng đối với những cái tình trạng mụn ở trên da của mình. Ví dụ như là đối với những cái mụn viêm á, thì mình sẽ sử dụng những cái hoạt chất mà có tính chất kháng viêm lên trên cái mụn đó để làm giảm viêm, và nó sẽ giúp mình gom cái quả ổ viêm đó lại và ngăn chặn cái tình trạng mà lây lan từ cái ổ viêm này qua cái ổ viêm khác. Thứ hai là đối với những cái mụn mà mụn không viêm, ví dụ như mụn ẩm, mụn đầu đen chẳng hạn nha, thì mình có thể sử dụng những cái hoạt chất mà nó có tính chất bong sừng, bạc sừng ra để mình làm giải thoát được cái lỗ chân lông và thông thoáng cái lỗ chân lông hơn. Dạ vâng, vậy thì chúng ta có những biện pháp điều trị mụn trứng cá nào để nhanh khỏi mà lại không gây sẹo, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Thì mụn thì nó sẽ là một cái tình trạng mãn tính của lỗ chân lông, nó sẽ hay bị tái đi tái lại nhiều lần nếu mà mình không có một cái phương pháp duy trì da, chăm sóc da và bảo vệ da sau đó nha. Thì cái việc đầu tiên mà khi mà bạn bị mụn trứng cá rồi á, mình nên làm đó là tới thăm khám với bác sĩ da liễu ha. Thì khi đó bác sĩ sẽ nhận định được cái tình trạng da của mình nó đang là ở mụn ở mức độ nào, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra cho mình những cái phương pháp điều trị nó cụ thể hơn, và nó sẽ có một cái phác đồ điều trị. Thì khi đó thì nó sẽ làm cái quá trình viêm hoặc là cái quá trình mụn của mình nó được giải quyết nhanh hơn, và nó sẽ làm giảm lại các cái di chứng để lại, ví dụ như sẹo, thâm ha. Thì đối với một cái làn da mụn á, thì cái quan trọng nhất á là mình sẽ có những cái bước cơ bản, ví dụ như là về làm sạch này, chăm sóc điều trị này, và cái bước bảo vệ. Thì mình sẽ nói sơ qua về những cái bước này một chút ha. Đầu tiên là về cái bước làm sạch, sẽ gồm có 3 bước nhỏ trong đó. Đầu tiên là sẽ là rửa mặt ha. Thì thứ hai nữa là tẩy trang, và thứ ba là tẩy tế bào chết định kỳ. Thì các cái bước làm sạch này nó sẽ có vai trò là lấy đi được những cái lớp make up này, những cái lớp bụi bẩn hoặc là những cái tế bào sừng hoặc là những cái dầu thừa trên da mình chẳng hạn. Thì khi đó cái lỗ chân lông của mình nó sẽ được thông thoáng và làm giảm cái nguy cơ bít tắc và gây ra cái nhân mụn ở bên trong ha. Rồi thứ hai là chăm sóc và điều trị. Thì một cái da mà da bị mụn, tức là da nó đã có một cái rối loạn điều tiết trên da rồi, cái lượng dầu nó điều tiết ra nó khá là nhiều, thì khi đó mình phải cần một cái sản phẩm mà làm giảm cái hoạt động bài tiết bãi dầu nhờn trên da, tức là mình cân bằng lại cái bãi dầu nhờn trên da, vì cái bãi dầu nhờn nó sẽ là cái điều kiện để cho cái bụi bặm nó dễ bám vào, hoặc là nó là một cái điều kiện để lỗ chân lông bị bít tắc, hoặc là nó tăng cái nguy cơ phát triển của những cái con vi khuẩn C. acnes gây ra
bụng ở trên da của mình ha. Thì khi đó thì mình sẽ làm điều tiết lại cái bãi dầu nhờn và làm giảm các cái nguy cơ bị mụn. Thì các bạn thường có một cái quan niệm hơi chưa chính xác một chút xíu, là các bạn nói là da bị dầu rồi thì không nên dưỡng ẩm ha. Thì da bị dầu thì là một làn da càng nên dưỡng ẩm, nhưng mà cái loại dưỡng ẩm đó phải tác động lên cái da của mình, làm giảm điều tiết bãi dầu nhờn là nó cân bằng được cái độ ẩm trên da của mình ha. Thì như lúc nãy bác sĩ có nói với mình á, thì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi cái làn da và mỗi cái tình trạng mụn, thì mình sẽ có những cái sản phẩm để mình điều trị mụn khác nhau. Và cuối cùng là cái bước bảo vệ. Thì cái bước bảo vệ này á, rất là nhiều bạn điều trị mụn trứng cá thì các bạn hơi xem nhẹ cái vấn đề này một chút xíu. Bởi vì sao? Cái da mà nó đã bị mụn, tức là cái vùng da đó nó khá là nhạy cảm và nó đã bị yếu ớt ở cái vùng da đó rồi. Khi mà mình không bảo vệ thì đương nhiên là các cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như là ánh sáng mặt trời hoặc là các cái ánh sáng mình thấy, thời buổi hiện tại thì sẽ có cái ánh sáng xanh, ánh sáng các thiết bị điện tử, thì nó sẽ tác động lên cái da của mình. Thì khi mà tác động lên da đó thì chắc chắn là những cái hàng rào bảo vệ da của mình nó sẽ bị giảm cái chất lượng đi. Và khi mà hàng rào bảo vệ da nó không còn tốt nữa thì chắc chắn các cái tác nhân có hại bên ngoài nó sẽ tấn công vào da của mình và nó gây ra một cái hệ quả sau đó. Không chỉ riêng là một cái mụn trứng cá không đâu, mà còn rất nhiều các yếu tố khác nó ảnh hưởng lên da của mình. Nên là điều trị mụn là phải có kem chống nắng, phải có bảo vệ da. Dạ vâng, là một chuyên gia về da liễu, bác sĩ có thể chia sẻ với khán giả của mình rằng đối với những người đang gặp vấn đề về da mụn thì họ phải làm gì để cải thiện làn da của mình được không ạ? Bác sĩ có chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều về cái vấn đề mụn và chăm sóc da mụn rồi. Thì cái việc đầu tiên mà các bạn nên làm nhất đó là gặp bác sĩ da liễu. Thì sau khi gặp bác sĩ da liễu rồi thì các bạn mới hiểu được cái tình trạng da của mình như thế nào ha. Các bạn mới hiểu được là cái da của mình hiện tại đang cần gì, đang thiếu gì và phải bổ sung những cái gì vào da. Cái thứ hai nữa là bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn về cái chế độ ăn uống sinh hoạt như thế nào. Bởi vì mụn thì nó không thể nào là một cái chỉ có phụ thuộc vào cái quá trình mà điều trị của mình, mà nó còn phải phụ thuộc vào cái sự hợp tác giữa bệnh nhân, giữa khách hàng với phòng khám, với bác sĩ nữa. Đầu tiên đó là chế độ ăn uống sinh hoạt. Các bạn đã có mụn rồi mà cái chế độ ăn uống của các bạn nó không hợp lý, không khoa học. Ví dụ như là các bạn ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào, đồ ngọt nhiều, hoặc là sữa và các chế phẩm sữa động vật, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ hoạt động của các cái bãi dầu nhờn trên da và tăng cái nguy cơ bị bít tắc của lỗ chân lông ha. Thứ hai là về vấn đề sinh hoạt. Sinh hoạt như thế nào? Tức là các bạn ví dụ thức khuya này, căng thẳng, stress nhiều thì nó cũng làm tăng cái nguy cơ bị mụn của mình lên ha. Thì khi mà các bạn tới phòng khám thì các bác sĩ sẽ kiểm tra cái tình trạng da, coi cái da của mình như thế nào và giải thích rõ cái tình trạng da, cũng như là hướng dẫn về những cái chế độ như bác sĩ vừa nói ha. Đồng thời thì bác sĩ sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị chuyên biệt cho từng cá thể. Ví dụ như là bạn A tình trạng mụn này, bạn B tình trạng mụn này, thì nó sẽ có những cái phác đồ khác nhau và sẽ đánh giá theo từng cái liệu trình đi của các bạn để coi đánh giá đáp ứng của các bạn với cái liệu trình và cái phương pháp điều trị đó nó có phù hợp hay không và nó có đáp ứng tốt hay không. Mình có cần phải đổi một cái phác đồ mới hay là mình có cần phải bổ sung những cái hoạt chất khác vào cái quá trình điều trị của mình hay không. Thì đó là những cái về cái việc mà mình nên làm. Thứ hai là mình phải rất là kiên trì trong cái việc điều trị. Bởi vì như bác sĩ có nói thì điều trị mụn trứng cá là một cái gọi là lâu dài, nó tính theo tháng chứ nó không thể nào tính theo ngày hay theo tuần được. Và nó sẽ ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như bác sĩ vừa mới chia sẻ với mình ha. Nên là mình phải kiên trì trong cái việc mà điều trị này, trong cái việc mà tuân thủ những cái mà bác sĩ dặn ha. Đồng thời là mình phải có một cái chế độ gọi là chăm sóc da sau mụn như thế nào. Bởi vì điều trị mụn thì nói chung là theo thời gian thì nó cũng sẽ đỡ thôi, nhưng mà mụn thì nó sẽ hay bị tái đi tái lại nhiều lần. Nên là sau cái quá trình mà mình điều trị mụn nó ổn định rồi, mình sẽ có một cái giai đoạn gọi là duy trì da sau mụn. Thì duy trì da sau mụn như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi bạn, về cái sinh hoạt của mỗi bạn, về tính chất công việc của mỗi bạn như thế nào. Thì khi đó bác sĩ sẽ đưa ra một cái lời khuyên cho bạn để duy trì cái tình trạng da sau mụn, để cho đảm bảo cái tình trạng mụn nó bùng phát trở lại nó ít nhất và nó thấp nhất. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay. Hy vọng là những bạn đang bị mụn sẽ hiểu rõ hơn về bản chất của mụn và cách để điều trị. Nếu như các bạn đang gặp những vấn đề về da, đặc biệt là da mụn hoặc sẹo mụn, có thể liên hệ ngay đến phòng khám Dr. Agnes để nhận được câu trả lời của các bác sĩ, cũng như có được phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp nhất. Chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong chương trình sau.